Đến với ngày hội, các em nhỏ được trực tiếp tham gia vào các trò chơi, các phần đố vui rất bổ ích về kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cách tổ chức chương trình học mà chơi, chơi mà học này được áp dụng từ kinh nghiệm giáo dục của Nhật Bản, giúp việc học về an toàn giao thông trở nên lý thú và dễ nhớ, trang bị và nâng cao cho các em khả năng xử lý các tình huống thực tế, những kỹ năng cần thiết cũng như ý thức chấp hành, tuân thủ luật lệ giao thông. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông với sự tham gia của 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, 9 bức tranh xuất sắc nhất của các em thiếu nhi được lựa chọn từ cuộc thi vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông. Trong ngày hội cũng sẽ được gửi tham dự cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế về an toàn giao thông tại Nhật Bản vào tháng 8 năm nay.